Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Ok. Hello anh em, chào mừng anh em đã trở lại với channel của mình. Channel của Tạc Chính My, rất vui vì được gặp nhau với những clip. Thì hiện tại mình đang có mặt tại One Piece Fighting Pass nha anh em. Và như anh em biết thì ngày hôm qua thì nó đã có cái event gọi là event thuyền của Brook rồi. Thì như anh em biết thì những cái lời đồn đoán nào là 7k5 trái, nào là mười mấy ngàn trái, thì như mình nói đó, tất cả mọi thứ trong cái game này đều không nên tin vào những cái leak và những cái đồn đại. Nó chỉ tin được một phần nào thôi anh em. Còn khi mà game ra những cái sự kiện hay gì đó chính thức thì lúc đó ta mới biết được sự thật như thế nào. Thành ra thì mình luôn luôn tin vào game, khi nào game ra thì mình mới chắc chắn được. Còn lại thì chỉ là những cái suy nghĩ cũng là phỏng đoán cho anh em cùng nhau xem và gọi là suy nghĩ ý kiến thôi nha anh em. Rồi thì ngày hôm nay thì đã qua gần một ngày event ra mắt rồi, cho nên hôm nay mình sẽ có cái clip gọi là lấy cái thuyền và rút cho anh em xem nha. Mặc dù về cái lượng trái này nọ thì mình cũng không còn nhiều, nhưng mà mình sẵn sàng hy sinh để mình quay clip cho anh em xem. Rồi. Và mình chốt luôn một điều là cái thuyền đó thì khoảng tầm 6.000 đến 7.000 thôi. Nói chung là cao lắm là 7.000, 6.000 đến 7.000 nha anh em. Hôm nay biết đâu mình sẽ lập được kỷ lục đó là người gọi là xui xẻo nhất làm sao, 6.000 tới 7.000, nhưng mà mình dứt tới 8.000 thì sao anh em. Cho nên là hên xui thôi, nói chung cũng hên xui. Rồi, nhận quà thư trước nè anh em. Thư có cái gì nè? Oh my god, 450 điểm này. Nói chung điểm này thì mình cũng đang cố gắng tích nhiều để mình lấy cái thuyền của Gáp, cũng là một loại thuyền S, cũng rất là ngon, tăng lực chiến các kiểu. Hôm nay là ngày điểm danh thứ 9 của mình cho sự kiện Jin B. Và lát nữa thì mình sẽ giới thiệu và cũng như hướng dẫn cho anh em làm hai cái event kia luôn. Hiện tại đây cũng đang có hai cái event mới. Event nó mới là event nào thì để lát mình vô cho anh em xem hen. Tại giọng của mình nó không được bình thường cho lắm. Rồi ok. Đây để mình vô cái event đó cho anh em xem nha. Hai cái event mới vừa ra vào ngày hôm qua thì chắc là sẽ có nhiều anh em không biết làm. Đây. Event đầu tiên là cái event này. Rồi event thứ hai là cái event này. Đó, hai cái event này. Đấy, nhiều anh em sẽ không biết cách làm thì để lát mình hướng dẫn luôn nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ vào event của thuyền Brook trước. Ok. Chúc anh em một ngày vui vẻ. Mình xin clip nhớ like, subscribe để kênh ủng hộ cho mình. Tất nhiên bạn nào còn gặp phải vấn đề đăng ký chứng minh nhân dân chưa vào được game thì liên hệ Facebook mình giúp đỡ nha. Rồi, ok. Bây giờ mình vô event luôn đây. Rồi, cái này là event thuyền của Brook nè anh em. Thì cái event này thì nói chung là giải thích đơn giản là như thế này. Nói chung là chúng ta phải có trái, nói chung là phải có trái quỷ thật là nhiều để chúng ta chơi event. Thì chúng ta sẽ auto chơi 5 lần bên đây. Thì 5 lần là đáng ra là 1.000 trái, nhưng mà nó giảm giá chúng ta còn 500 thì cái này khá là ngon. Còn cái này thì một lần thì sẽ tốn 100. Thì 5 lần là 500, nó cũng tương tự nhau thôi. Nhưng mà chơi bên 5 lần cho nó nhanh luôn cũng được. Với lại chơi 5 lần bên đây thì chắc chắn với anh em một điều là cứ 5 lần auto như thế này thì nó sẽ rớt ra một cái lần gọi là ít nhất là 7 mảnh. Ít nhất là 7 mảnh cho chúng ta. Và những cái mảnh này thì chúng ta dùng để đổi trong shop. Đây, mua trong shop này. Cứ một mảnh đó là đổi được một mảnh thuyền Brook. Cho nên là rất là ngon nha anh em. Rồi. Thì nói chung là như mình nói thì cái lượng trái nói chung là hiểu nôm na đơn giản là anh em chỉ cần tốn khoảng từ 6.000 đến 7.000 trong cái phạm vi đó là anh em sẽ sở hữu được thuyền của Brook nha. Đấy, 6.000 đến 7.000. Nếu mà anh em hên thì 6.000, còn nếu mà xui thì 6.000 mấy cho đến 7.000. Rồi. Thì mình hiện tại đang như anh em thấy là mình đang còn 7.500, 7.499 nữa hả? Cay thế. 7.500 nha anh em, thì chắc chắn là mình đủ để chơi cái event này, cho nên mình sẽ chơi luôn nha. Thì mình sẽ chơi cho anh em xem. Rồi. Nói chung là quà trong đây thì cũng có một số quà khác, ví dụ như là những cái viên đá này nè anh em. Đá này mình tạm thời gọi là đá cầu vòng nha anh em. Nói chung là đá cầu vòng. Xưa giờ mình gọi là đá cầu vòng rồi. Và cái đá cầu vòng này cũng là một cái nhiệm vụ liên quan đến cái chỗ hồi nãy mà mình vô cho anh em xem hai cái event. Thì lát nữa mình sẽ nói sau. Bây giờ mình chơi lần đầu tiên nè. Hôm nay nói chung nếu mà anh em may mắn là mà anh em ra được cái 100 này luôn thì ngon nè. Tại vì chơi ra cái này luôn thì nó sẽ được đủ luôn thuyền, không cần phải chơi nữa. Đấy. Nói chung là cũng hên xui nha anh em. Nói chung 1.000 người, 1.000 người, 1 triệu người chắc được người đi vô được cái 100 đó thôi. Cho nên là mình sẽ up luck một xíu. Up luck. Rồi, dứt 5 lần nè. Bay 500 trái rồi anh em ơi. Đó, nó sẽ rơi ra quà như vậy. Ui, lần đầu tiên nó được 8 mảnh luôn em ơi. Holy shit. Tuyệt vời. Đó, anh như em thấy là mình được 8 mảnh rồi rồi. Và 8 mảnh này thì nó cũng tương đương với 8 mảnh thuyền của Brook. Đấy, cho nên là coi như mình mở màn được 8 mảnh rồi nha anh em. Mình sẽ mua luôn cho anh em xem. Đó, 8 mảnh đổi lấy nè. Đó, là được 8 mảnh nha anh em. Ui, đáng ra mình nên để 100 rồi mình mới đổi chứ nhờ. Cay thế nhờ. Sorry anh em. Sai lầm.
Up tiếp, up tiếp, up tiếp. Up luck, up luck. Lần này thì sao? Một quà, hai quà, ba quà, bốn quà, năm quà. Ui, lại ra 8 nữa anh em ơi. Với cái tình hình này mà một lần nào cũng ra 8 thì có nghĩa là cứ auto 10 lần là anh em sẽ được 80 mảnh. Mà 10 lần này thì chỉ mới có tốn có 5.000 trái thôi. Như vậy là lần tiếp theo là 88. 88 rồi 90 90 90 mấy ta? 96 đúng không? 96 và thêm một lần nữa là mới được 100. Như vậy là sau khi lên 80 xong thì chúng ta lên một lần, hai lần và ba lần thì lên ba lần là 1.500 nữa. 1k5 nữa. Mà là 5.000. Ui, vãi nồi. Lúc đầu 5.000, bây giờ thêm 1.500 là 6.500 hả? Ui. Như vậy mình nói 6.000 là sai lầm anh em ơi. Ủa, mà sao 6.000? Ui, tính ra vậy là không hơn à. Tại vì hôm qua mình thấy có ông mấy ông Vinh group tiêu 6.000 mà được 99 mạnh luôn rồi. Ui, vậy tính ra mình đang đen đó hả? Ồ, nếu mà 9 mạnh thì ngon ha. Không hiểu là anh em ơi, mình vẫn chưa hiểu chuyện gì nhưng mà chơi tiếp thôi, không quan tâm lắm. Hy vọng lần này ra được 9 mảnh. Quay. Ôi, 9 mảnh thiệt anh em ơi, được luôn, được luôn, được luôn anh em ơi, được luôn. Rồi, như vậy hiện tại mình được nhiêu mảnh rồi hè. Ủa. Ô, đây là 17 rồi nè. Ô, 17, 17 với lại hồi nãy mình vừa tiêu đây 8 rồi, như vậy là 17 cộng 8 là khoảng tầm 25 mảnh rồi hả? Mới được 1/4 chặng đường rồi anh em ơi. Up luck, up luck, up luck. Ra luôn cái 100 thì ngon. Ra luôn cái 100 thì ngon. Đấy, anh em cứ chơi vậy thôi. 3, 4, 5. Ui da. Lần này ra 7 rồi, chắc lần sau sẽ không ra 7 đâu. Chờ luôn, khỏi cần up luck. À, ra cái 9 là ngon. Cứ ra nhiều nhiều càng tốt anh em ơi. Ồ, lại 8 nữa rồi. Có vẻ là nhân phẩm thì nó cũng vòng vòng quanh 7, 8, 9 thôi anh em ơi. Chứ không thể nào ra đường 100 đâu anh em ơi. Khó quá à. Tiếp nha anh em, tiếp nha. Nói chung là chưa có đủ xi nhê gì đâu. Cho nên là cứ chơi tiếp thôi. Ngon chưa, 7 cái, đắng lòng chưa, chín đi, chín đi. Thì có mẹ nhân phẩm đen rồi em ơi. Cái này thì nó cũng chả có cơ chế gì cả. Theo gần một ngày mình nghiên cứu cái cơ chế của nó thì mình phát hiện ra là nó chả có cái cơ chế nào cả. Cho nên chỉ cần tiêu trái và quay thôi. Hiện tại thì mình có đây là 8 mảnh rồi, có nghĩa là bây giờ mình cần là 92 đúng không? Rồi, cái khi nào mà cái số này nó lên được 92 nè anh em. Rồi lúc đó mới ok nha. Rồi để mình coi thử mình mất bao nhiêu. Hồi nãy trái ác quỷ của mình lúc đầu là 7.000, 7.500 đúng không? 7.500. Ok. Nói chung là 6.000 hơi khó anh em, 6.000 là hơi khó nha. Ui, chín rồi nè, ngon. Nhưng mà 6.000 là hơi khó. Mình nghĩ là nếu mà 6.000 mà ra được chọn vẹn 100 mảnh là hơi khó. Nó không thể nào mà khó chuẩn được 6. Ui, chín nữa, ngon ngon. Tiếp tục. Tiếp luôn. Đang chín mảnh ngon anh em. Cứ chín như vậy là ngon. Cứ chính như vậy là ngon, là auto ngon. Trời ơi, auto ngon. Tiếp. Nó đang ngon anh em ơi, nó đang trong cái thế ngon. Ui, được cái đá cầu vồng luôn kìa. 9. Ui, 8 cũng được. Ủa, 82 rồi nè. Như vậy là cần gần đủ chưa ta? Chưa đúng không? Ồ, như vậy là mình còn khoảng 1.000 mấy. Ừ, tuyệt vời. 91 hả? Ê, đừng có chơi vậy kỳ nha. 91 với cái này 8 là 99 nha, hơi cay nha. Ôi à. Ai à, 99 anh em ơi. Ủa? Đâu rồi? Mảnh của mình đâu? 99 mảnh. Cay đình mệt. Vậy là bắt mình chơi thêm lần nữa hả? Tức là bắt chúng ta tiêu thêm 1.500 trái nữa anh em, vậy là tổng cộng mình là tiêu hết bao nhiêu rồi ta? Hồi nãy là 7.500, 7.499 mà giờ còn 1.500, vậy là mình đúng rồi. Đây mình vừa tiêu đúng 6k luôn. 6k 99 mảnh. Oh my god. Game troll à. Hình như ai đa số là anh em đều rơi vào cái tình thế này anh em ơi. Cứ 99 mảnh cay thiệt. Nó bắt chúng ta tiêu thêm 500 trái nữa. Trời ơi. Không biết là quay từng lần thế này nó có ra không ta? Quay từng lần nó có ra không anh em? Quay từng lần nó có ra không vậy? Nếu mà ra thì quay hên xui. Mà thôi chắc chơi 500 luôn cho chắc quá, chứ mình sợ 5 lần ở đây nó không ra thì nó thiệt là hơi cay nha anh em. Cứ quay đây mà nó không ra thì hơi mệt. Ui, lại phải tốn thêm 500 rồi. Bực thiệt. Đen rồi anh em ơi. Chắc là cũng không phải có riêng gì mình bị đâu, chắc là nhiều anh em khác cũng bị. Rồi, chịu rồi anh em ơi. Nó đã bị như vậy. Ui, chắc quỷ của mình còn 999. Chưa tới 1.000. Trời ơi, cuộc sống. Rồi, mua thêm một mảnh nữa thôi nha anh em. Rồi, đủ thuyền rồi nha. Ui, đủ thuyền rồi nè, đúng không? Bây giờ mua một mảnh là nó ra như vậy à. Ok, sau khi mình đã đủ thuyền xong thì mình sẽ vào thuyền và mình sẽ ghép lên nha anh em. Đây, chiếc thuyền
chiếc thuyền Baruch hoang tàn đây anh em ơi, cực kỳ hoang tàn luôn. Rồi giờ mình sẽ ghép lên nha. Chiếc này thì là chiếc S cho nên là tăng lực chiến cũng khá là ngon. Và những cái con ặc mà kiểu level cao như mình đây hoặc là thấp hơn mình một xíu, nhưng mà khi đã có thuyền nè, nâng thuyền nữa thì nói chung là rất là cần những cái thuyền này để tăng lực chiến. Còn những con ặc nhỏ thì rất là cũng không cần thiết lắm, cho nên nếu mà anh em ít giá vậy đấy, anh em cũng không cần bỏ ra đâu. Còn nếu mà những anh em nào level tuy là level nhỏ nhưng mà anh em có dư giả trái một xíu, có điều kiện một xíu thì anh em cứ lấy. Mình nghĩ là anh em cứ lấy rồi sau này anh em nâng từ từ lên, cho đến lúc mà hết thuyền nó mát rồi không còn gì để nâng nữa thì lúc đó là nó phí thời gian nha. Rồi ok, bây giờ mình sẽ ghép cái thuyền này lên. Rồi ok luôn anh em ơi. Bây giờ mình sẽ vô nâng cấp thuyền cho anh em xem luôn. Ui, mà khi có thuyền rồi thì sao? Ok, mình đã trở lại rồi đây. Rồi thì chiếc thuyền này như mình nói là chiếc thuyền S thì nó sẽ tăng khá là nhiều lực chiến. Hiện tại nếu mà nói về thuyền S thì tổng cộng mình có một vài chiếc S, như là chiếc Thousand Sunny là chiếc free do game tặng, thì anh em sẽ đi xong map Lucy là anh em sẽ có nha. Chiếc này thì cũng là free luôn trong cái dịp chơi cái sự kiện kéo linh là cũng là free. Còn chiếc này hình như là chiếc phải nạp vô lấy cái tem cam, còn nếu mà có ai cho thì cũng là gọi là free. Tổng cộng thì có 3 chiếc, thêm này chiếc Brook nữa là có 4 chiếc, vậy là tổng cộng mình có 4 chiếc S, còn lại đều là chiếc A. Rồi tất cả thì mình đều đã nâng full rồi. Thì dạo gần đây không có thuyền nữa cho nên là mình bị kẹt gỗ với lại vàng, nên em thấy là vàng mình có rất là nhiều đây, có một với lại cái chữ này mình cũng chả biết gọi là cái gì nữa. Bình thường là sẽ là 1.000 vạn đúng không ta, 1.000 vạn. Bây giờ nó bị như vậy chắc là thêm một số không nữa, như vậy là 1, 2, 3, 4, 5, 6, như vậy là 100 triệu nha anh em. Nếu mà ký tự vàng nó như thế này là thành là 100 triệu nha, 100 triệu vàng, thậm chí là hơn đó anh em, tại vì nó có khi nó gần đạt tới số 200 triệu rồi mà nó chưa lên đó. Còn gỗ thì mình cũng có rất là nhiều đây, 7.900 gỗ, gần 8.000 gỗ. Nâng hết cái chiếc này mình không biết là nhiêu đây có đủ để nâng mát luôn cái chiếc của Brook này không đây. Thì cái này chắc là hẹn anh em vào clip sau đi, mình sẽ nâng cấp sức mạnh cho anh em xem. Chứ bây giờ nâng thì nó cũng không chứ không có hấp dẫn lắm. Như vậy là rồi mình vừa có một cái kỳ tích, đó là đảm bảo một điều là lực chiến của Mihawk mình sẽ tăng nữa, 145k2, nâng xong thuyền có khi lên gần 150k luôn đó anh em. Mình nghĩ có khi là lên 150k luôn ấy. Rồi, bây giờ mình nhận cái tính năng này đã. Tại vì khi có một cái chiếc thuyền mới thì chúng ta sẽ có cái vào cái bộ sưu tập ảnh thì được thêm 50 trái, và cái này thì cũng sẽ tăng lực chiến tổng nè. Để mình xem thử coi. 145k2 nha anh em, và lực chiến tổng bây giờ là đang 4.1 triệu, thì vậy mình nhận xong coi lên được nhiêu, có lên được 4.2 triệu không nha. Ôi già, tăng được có 48k thôi anh em ơi, nhưng mà là cũng không nhiều lắm. Rồi, ok, chiếc thuyền S. Bây giờ coi lực chiến tổng coi. 145k2 lên được 145k6, tăng được thêm 400 lực. Chưa nâng gì cả, mới có thuyền thôi nha anh em, là tăng được thêm 400 lực rồi. Anh em thấy ngon lành cành đào chưa? Quá ngon luôn. Rồi, thời gian còn lại của clip thì mình sẽ hướng dẫn anh em chơi hai cái event này. Hai cái event này thì hôm qua giờ cũng có nhiều anh em chưa biết chơi, nhưng mà đây cũng là một event khá là ngon, cho nên là mình sẽ hướng dẫn anh em nha. Đầu tiên đó là cái event này. Event này thì anh em cần đi nhặt những cái tảng băng ở bang chiến, ở bang hội. Thì bây giờ mình sẽ đi thử cho anh em xem. Đây, mình sẽ vào cái khu vực này nha. Không biết là hôm nay đã mở chưa, hôm qua mình đi thì không được. Cái này thì hình như là phải đợi bang 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 chủ bang mở thì mới được. Mình không biết hôm nay đã mở chưa nữa. Lâu lâu mình vào thì cũng hay thấy bị cái dậy. Thì không biết hôm nay đã đi lại được chưa. Thì mình vào thử nhá. Ok, hy vọng là được nha anh em ơi. Hôm nay thứ bảy luôn đúng không? Thứ bảy là có ban chiến nha anh em, cho nên nhắc anh em nhớ tối đi ban chiến. Ồ, vẫn chưa được luôn nè anh em. Như vậy là bó tay rồi, tại vì cái này giờ không vô được cho nên là không có đi thu thập được anh em ơi. Ồ, đen. Chỉ có thể là đen thôi, nhưng không sao, bây giờ mình sẽ chỉ cho anh em chơi cái bên thứ hai đi. Đó, nói chung là event đầu tiên thì anh em đi thu thập những cái tảng băng. Còn cái event thứ hai này á thì như anh em thấy là nó có tổng cộng là 5 cái rương, và nó có những cái con số 30, 50, 85, 145 và 245. Thì những cái con số này đó là anh em cần thu thập những cái viên đá này, đây gọi là đá cầu vồng đó. Anh em cần thu thập những cái viên đá cầu vồng này nha. Đó. Và cách thu thập những viên đá này thì mình sẽ nói một vài chỗ cho anh em biết. Ví dụ như là chúng ta có ở trong shop bang hội. Đây, shop bang hội chúng ta cũng có một ít này là mua đây. Đây nè anh em, mua chỗ này nè. Mua này được hai cái, một cái là 5 viên, suy ra là hai lần này mua được 10 viên. Rồi. Rồi trong thu thập những cái tảng băng cũng có nè. Rồi và đặc biệt một cái chỗ rất là quan trọng nữa là cái shop Zimbe. Không biết là anh em đã mua chưa. Mình thì mình chưa mua cho nên giờ mình còn nè. Đây, như anh em thấy là mình trong đây mình có thể mua được tối đa hết cái này. Tổng cộng là đây mua được 200 viên nha anh em, rất là ngon.
À, trong cái event đó nó yêu cầu như là tối đa như mua 240 mấy á. Ừ, coi như mình mua đây 200 rồi cái kia nữa là 200 220 là 220 rồi đúng không? Em thêm kiếm thêm hai mấy viên nữa là chắc là đủ. Đây, thì bây giờ mình sẽ bỏ ra 4.000 điểm này để mình mua hết cái đá này luôn nha. Đó, mua 200 viên này là anh em sẽ nhận được event. Ủa, sao không thấy nhấp đỏ? Bãi nồi, có khi nào không được không? À được rồi nè. Đó, anh em thấy chưa? Bây giờ chỉ còn cái móc cuối là chưa được thôi. Mình không biết là mình tổng cộng được nhiêu rồi nữa, nhưng mà chắc là mình phải cố gắng cày thêm cái rương đầu tiên để mình coi nhận được quà gì nha. Ồ, một vé quay thẻ. Trời ơi, vé vàng, trong đây có vé vàng luôn đó anh em. Đó, ui sao lại là vé quay thẻ nữa rồi. Cái định mệnh. À, có một cái rương vé vàng. Ồ, có một vé vàng anh em ơi. Rồi cái rương cuối mình nghĩ khả năng cao cũng sẽ là vé vàng. Ồ, đây có một vé vàng. Ở đây, như vậy cái chữ này là vé vàng nè. Chúng ta cùng đọc coi. Có cái ô vuông ở dưới. Giờ chúng ta xem cái rương cuối coi có vé vàng không nha. Ừ, hai vé vàng luôn. Cái rương cuối là thêm hai vé vàng nữa. Tổng cộng là hết cái sự kiện này là có ba vé vàng nha. Cho nên là bây giờ anh em cố gắng cày những cái viên đá cầu vồng. Đấy. Tại vì được cái là trong shop Zinpe nó được tới 200 viên. Cho nên là mình được khá là nhiều. 200 cộng thêm cái kia là 20 nữa là khoảng 220. Bây giờ mình còn thiếu khoảng 25 viên nữa. Ồ, như vậy là chắc là sang tuần, sang thứ hai mình mua được thêm 20 viên nữa, với lại cố gắng kiếm ở đâu đó được vài viên nữa đi. Đấy. Hy vọng là cái này xa xa sớm mở để mình nhận trong đây, nhận trong đây chắc là cũng sẽ được. Ok. Những cái viên đá cầu vồng nha anh em. Đó, thì nhiệm vụ nó có quá trời luôn nè. Nhận thư nè anh em, nó gửi về thư hết nè. Ok, tổng cộng là mình được một vé. Bây giờ mình cố gắng cày thêm ui, được thêm 50 vé nữa, 50 viên này nữa nè. Ủa, vậy có được tính trong kia không ta? Mình quên một điều là mình quay cái event event của Brook cũng được một mớ. Ồ, không biết có được tính hay không đây, để mình nhấp vô đây thử coi được chưa. Nếu mà được luôn thì ngon. Ồ, được luôn rồi. Oh my god, sướng 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 sướng. Vậy là được thêm hai vé vàng nữa, với lại cái rương, một mớ cái rương. Cũng chả biết cái mớ rương đó có gì, để mình vô túi mình mở thử nha. Đó, ngon chưa? Kim dễ dàng quá ngon. Ui, được 50 viên đó nữa kìa. Trời ơi, sướng. Ô cái rương, mấy cái rương đó như là nó mở luôn cho mình rồi hay sao á. Nó tự mở luôn rồi. À, hình như trong cái rương đó là có chứa cái đá vạn năng đó thôi. Cái đá cầu vồng thôi chứ không có được giá anh em ơi. Ừ, 24 vé vàng rồi anh em ơi. Ấy da. Từ giờ cho đến lúc banner râu đen thì mình cũng không chắc là mình có đủ vé hay không đây. Thì hiện tại còn 1.000 trái tương đương với 5 vé. Rồi cộng thêm 24 là khoảng tầm 29. Hôm nay một vé free nữa là 30. Coi như là 30 nè anh em. Và hôm nay là ngày 28. Thì đến bao nhiêu là banner của Jinbe kết thúc ta? Để mình coi thử coi. Hình như là ngày 9 tháng 6 đúng không? Rồi ngày 9 tháng 6. Như vậy là ngày 9 tháng 6 cộng thêm 28, 29, 30, 31 cộng thêm 3 nữa là chúng ta còn khoảng 12 vé nữa. Cộng thêm 30 vé mình đang có sẵn. Như vậy là chúng ta có khoảng tầm là 42. Vãi thôi. Cái gì thế này? Trong khi quay banner cần 90 vé mà trong khi mình đang rất là đen thì có xác suất là khoảng 90, nhưng mà hình như là banner trước mình còn một ít. Banner trước hình như là bây giờ chỉ cần mình 80 là ra rồi. Như vậy là anh em lấy 80 trừ đi 42 thì anh em sẽ còn khoảng 38. Muốn khóc quá anh em ơi. Kiếm đâu ra 38 vé bây giờ anh em ơi. Trời ơi, không lẽ giờ cày ngày cày đêm hay sao? Khổ quá. Cuộc sống này. Mình đang có cái thẻ tháng nè. Mình đang còn thẻ tháng nè anh em. Với lại thêm 300 trái kim cương. Thì cái này nếu mà mình hết cái gói này mình mua thêm một đợt nữa thì cũng được thêm một ít trái. Nhưng mà nó cái này thì nó tính theo ngày, tức là 30 ngày sau thì mới nhận được tổng cộng là 3.000 trái. Thôi ôi, 3.000 trái chỉ được có 15 vé thôi, thật sự là nó quá ít ỏi. Cái thẻ tháng này là do đợt bữa kỷ niệm 1 năm cái gói nó nạp nó reset lại nên em, cho nên là nạp 30 tệ khoảng 120 ngàn để mình lấy cái nhân đôi tổng cộng được 600 trái. Còn tất cả những cái gói này thì mình chưa nạp bao giờ. Đấy, ok, nói chung là nạp vừa đủ để chơi thôi em ơi. Ok, giờ thể lực mình nhiều cho nên lát mình xài bớt đã rồi mình nhận thể lực sau. Đấy, clip chắc là cũng ok rồi cho nên mình sẽ tạm thời kết thúc tại đây. Cảm ơn em đã theo dõi clip mình. Nhớ like, subscribe để kênh để ủng hộ cho mình nha. À, bạn mình nhắc lại là bạn nào còn gặp phải vấn đề đăng nhập, đăng ký chứng minh nhân dân chưa vào được game thì liên hệ Facebook mình nha. Mình sẽ giúp đỡ cho anh em. Rồi, ok. Ai, chúc anh em ngày vui vẻ. Và nhớ like, subscribe nha. Chúc anh em buổi trưa vui vẻ luôn. Bye bye.